Không có cái gì thì cháu mang mấy bánh kẹo về bạn cả ơn cho không bác thôi. Không có cái gì. Thôi thì cháu người bệnh mà. Xin chào quý bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Toàn Giác Mạch. Một con đường rất là quen thuộc rồi đúng không? Vâng. Cũng khá là lâu rồi, từ khi mà đi Hà Nội, tức nghĩa là gần một tháng nay rồi. Thì anh em mình cũng chưa quay trở lại thăm nhà chú Súng, chủ đất của em Vân. Thì từ cái đợt mà đi bốc thuốc ở Hà Nội, Ba Vì ấy, thì cũng rất là nhiều cô bác anh chị có gọi điện hỏi Toàn Giác Mạch về cái số điện thoại cũng như là địa chỉ của nhà thuốc đó như thế nào để đặt hàng. Và cái mà mọi người khán giả quan tâm nhất đó là liệu rằng thuốc đó sau khi mà Vân và chú Súng dùng thì hiệu quả như thế nào. Hôm nay có một cái thông tin nghe được đó là chú Súng đã đi lấy ngô rồi, nên là khả năng là khỏe mới đi lấy ngô được đúng không? Vâng. Thế Vân thì sau khi uống thuốc đấy em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy cũng đỡ hơn nhiều. Đỡ hơn nhiều. Mấy hôm nay trời thời tiết trái gió trở trời mưa thì em có còn đau nhức nữa không? Đau nhưng mà đau ít rồi. Tôi nghĩ là vẫn hiệu quả đúng không? Vâng. Bởi vì là mới dùng được gần một tháng thôi nên là tất nhiên là thuốc thì cần phải dùng dài lâu và liệu trình nhiều. Và chú Súng thì sáng nay là lúc em gọi là chú đi lấy ngô ở tận đâu? Tận trên à? Là xóm gì? Xóm Trứng Phìn. Trong ngày mai thì anh em mình sẽ có một cái hành trình quanh ngược trở lại Ba Vì để thăm và bốc thêm thuốc cũng như là cảm ơn các bác gọi là những cô chú bán thuốc đấy mọi người ạ. Thế nên là trước mắt là phải đi vào nhà chú Dũng xem tình hình hiện tại như thế nào và sẽ đi luôn một ngày xuống Hà Nội để cảm ơn cái thuốc cũng như là bốc thêm thuốc nữa về cho vợ của chú Súng nữa. Vân có muốn lấy thêm thuốc không? Có. Thì mình sẽ đi Hà Nội một chuyến nữa để gọi là lấy thuốc nhỉ. Làm gì đấy? Chú về lâu chưa? Hôm nay lấy ngô bên này à? Là lấy ngô ở đâu? Sang thăm chú tí xem. Chú thấy thế nào sau khi uống thuốc? Chú thấy thế nào? Thấy là có một tí sức khỏe mà. Hôm nay đã đi lấy được ngô rồi, đúng không? Vâng. Cậu uống đều hôm nay cái thuốc mà hôm nọ đi Hà Nội lấy à? Đấy, không đi Hà Nội lấy á. Vâng. Nhưng mà ông kia bị đau, cho ông kia uống. Lại khỏi. Khỏi. Ừ. Sau là chú... Chú Lùng kia à? Vâng. Chú Lùng cũng bị dạ dày à? Hay là bị như nào? Bị dạ dày. Mấy hôm trước đi uống rượu, rồi bị đau. Thì chú bảo là con... Nó uống 2-3 lần thì nó bảo là khỏi. Khỏi. Thế là thuốc hợp người là sẽ khỏi nhanh đúng không? Vâng. Ừ. Nhưng mà uống thì sau là uống vào thì cứ có trả mình nhưng mà chết rồi. Ừ. Chắc là bác có chú thì không hồng. Nên là bác cái tá đó. Tức nghĩa là chú Lùng kia là đau cái là chú chia cho chú Lùng kia uống là khỏi luôn. Vâng. Uống mấy lần chú Lùng cái chú uống mấy lần? Uống 2-3 lần. 2-3 lần. Uống 2 ngày nó bảo là khỏi rồi. Bây giờ chú đi lấy được ngô rồi thấy, làm được việc khác rồi thấy. Bây giờ thì là chú như là xuất hiện thì có một cái nhưng mà mình uống cái đấy thì chú mình uống kết hợp cơ mà, uống kết hợp với cái cao này. Rồi là cái hạt này với cả cái bôi kia nữa. Đúng không? À bôi là của Vân thôi nhỉ? Ừ. Cái bôi kia là cái thuốc của Vân. Chai, có một chai bôi để bôi. Cái này sao bôi? Chú uống cái loại hạt hay là loại cao? Thử uống 2 loại. Kết hợp luôn mà? Vâng. Kiểu mình pha xong là một loại là mình khuấy loãng lên, một cái là mình uống trực tiếp. Bà kia bảo là cán. Ăn cũng được. Ăn cũng được nhưng mà phải có nước trôi chứ đúng không? Vâng. Đấy, thế là cái thuốc này là hiệu quả, cả chú Lùng cũng khỏi luôn. Vâng. Nhưng mà chú Lùng kia có uống rượu đâu nhỉ? Cháu thấy có uống rượu đâu. Ông kia có mấy khi uống rượu đâu? Đúng rồi, nhưng mà uống ít à.
lần lòng rồi. Thế là chú chia cho bao nhiêu? Chia cho một nắm à? Hay là cả cái cao kia luôn à? Chia cho một bàn tay thôi. Ừ. Đấy. Là uống phát là khỏi luôn. Xuyên cái loại thuốc này cũng là tốt. Nhưng mà... Tùy người thôi đúng không? Đấy. Như chú Súng vừa chia sẻ đây là cái thuốc mà bốc về ấy, như Vân là cũng thấy hiệu quả rõ rệt rồi. Tất nhiên là thuốc mình phải uống lâu dài. Chứ không phải là 1-2 tuần, 1-2 tháng là khỏi được đâu. Đối với bệnh thì phải một cái liệu trình dài. Thứ hai là chú về chú dùng cũng thấy tốt. Và chú chia cho cái chú lùng ở bên này này, chú uống là khỏi. Với cơ địa của chú lùng là khỏi rồi. Chắc là cũng bị nhẹ thôi. Còn đối với chú Súng là bị nhiều rồi, bị lâu rồi, bị nặng rồi. Thêm ra là mới chỉ đỡ thôi, như Vân cũng đỡ thôi. Đấy, tất nhiên là thuốc là rất tuyệt vời. Còn những cái địa chỉ và cái số điện thoại thì Giáo Mạch đã nói rồi, ở trong video có hết rồi. Cô bác chị cứ tìm hiểu kỹ. Và đã là thuốc nam thì mọi người nhá, hợp thầy, hợp thuốc, hợp người thì nó mới là khỏi và nó mới dứt điểm. Còn không phải cứ thuốc đấy là với ai cũng đều hiệu nghiệm. Bởi vì là theo cái kinh nghiệm mà dùng thuốc ngày xưa bé thì Giáo Mạch cũng dùng. Ví dụ như là mình bị bong gân chẳng hạn, đôi khi đi bác sĩ thì họ bó bột hoặc gì đó, nhưng mà ở nhà có một vài loại cây thì mình bó vào là cũng khỏi rồi. Tuy nhiên thì những cái thước phim này sẽ là những cái sự chiêm nghiệm sau một tháng mà anh em mình đi Hà Nội để bốc thuốc và sử dụng. Thì bản thân Vân là như em vừa chia sẻ đấy là đỡ hơn nhiều. Chú Súng thì cũng thấy rất tuyệt vời. Và chia cho cả hàng xóm dùng nữa cũng cảm thấy rất là ok. Thế nên là cả đoàn mình sẽ có một chuyến xuống để cảm ơn với gọi là cái cô đã bốc thuốc cho hai chú cháu. Sau đó là sẽ bốc thêm một vài thang nữa để cho người nhà dùng nữa. Đấy, mọi người theo dõi cái hành trình của anh em mình nhé. Một khung cảnh rất là quen thuộc. Xin chào tất cả khán giả của Tờ Giác Mạch quay trở lại với anh em mình. Vân chào khán giả sau một tháng. Xin chào các bạn ạ. Ông chào như kênh của mình mà. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Thế tôi quay trở lại với anh em mình. Tờ Giác Mạch đúng không? Tờ Giác Mạch. Nói chung đi gần hơn một tháng rồi nhưng mà vẫn thế mọi người ạ. Hôm nay thì team Tờ Giác Mạch cùng với chú Súng và em Vân lại tiếp tục quay trở lại một cái nhà thuốc quen thuộc. Như thước phim rất là lâu rồi. Nếu mà mọi người còn nhớ thì chắc là từ tháng trước rồi mọi người còn nhớ thì mới nhớ ra thôi. Là anh em mình có vào bốc thuốc ở chỗ cô Triệu Thị Năm này này. Thì sau đợt đấy Vân bốc là bốc một liệu trình thì em thấy thế nào? Em thấy là rất cũng rất là tốt. Và trời mưa trời nắng thì cũng không thấy đông. Thế sao không bảo anh để gọi cho cô lấy thêm một vài liệu trình nữa để cho khỏi hẳn? Vì là em... Cũng, không có tiền hay như nào phải nói thật đi. Cũng muốn xuống đây để cảm ơn. À, muốn xuống đây. Thế chú Súng, thì sau cái hai cái liệu trình đấy mình dùng thì thấy thế nào? Chú thấy cũng là đỡ hơn. Đỡ hơn. Thấy xuất huyết cũng là tốt hơn. Tốt hơn. Chú muốn để cảm ơn chú. Rồi. Lý do vì sao anh em mình lại có mặt ở đây thì phải nói thật là văn hóa của người vùng cao ấy. Là khi mà khỏi bệnh hoặc là đỡ bệnh thì sẽ người ta bảo ăn quả như kẻ trồng cây. Còn đối với người thuốc ấy, bị bệnh ấy, thì đỡ bệnh thì chắc chắn sẽ tìm đến nhà thuốc để cảm ơn. Văn hóa ở vùng cao là cảm ơn con gà. Tuy nhiên thì đi xuống dưới gần Hà Nội mà mình lại cầm gà đi thì nó rất là vô duyên. Nó chắc chắn là sẽ là cái nét đặc sắc của mình. Nhưng mà anh em mình tranh thủ đi xuống Hà Nội có công việc thì sẽ tạch vào đây và đây cảm ơn. Và như Vân nói là muốn bốc thêm một hai liệu trình nữa. Và hôm nọ thì Tờ Giác Mạch cũng hỏi cho chỗ chú ruột của mình bị chị nội, chị ngoại ấy. Và ông ngoại thì hay bị mất ngủ thì cũng muốn bốc thêm một chút thuốc nữa. Thì cháu chào các bà nhá. Cháu chào các bạn ạ. Ôi dồi ôi, hôm nay nhiều thuốc gửi đi thế ạ? Vâng, cháu... làm được sớm. Tắt tay gái cho bà. Lâu quá không gặp. Lâu ngày quá. Hôm nay cháu mới trở lại phải không? Vâng. Cháu bảo thế này này. Là hai hoàn cảnh này sau khi dùng thuốc là cũng thấy hiệu quả. Thì muốn quay trở lại hôm bọn cháu đi xuống Hà Nội để khám cho thanh niên kia nữa. Nên là tạt vào đây là bây giờ hai chú cháu sẽ có câu chuyện với bà.
cháu dành mic. Dành mic cho em mình nói chuyện với bà để xem là tình trạng là uống thuốc như thế nào rồi. Một nan là chúc của cháu là thuốc của bác cũng cháu lấy về uống cũng đã khỏi hẳn rồi. Cũng đã đỡ rất là nhiều. Trời mưa trời nắng cũng không thấy đâu. Từ ngày thế cháu cắt thuốc về là cháu có đi khám lại chưa? Uống thuốc trong hết trong những liều trình đấy thì cháu có đi khám lại chưa? Tình trạng là nó đỡ khoảng là bao nhiêu phần trăm rồi, như thế nào rồi? Cháu chưa đi khám nhưng mà cũng sẽ do trợ trời không thấy đâu. À thế à, chưa đi khám nhưng mà cũng không thể đau nữa. Như vậy thì là yên tâm nhá. Như vậy thì là sẽ có hiệu quả rất là cao rồi đấy. Nếu mà đi khám thì nó cũng phải được tầm khoảng 80-90% rồi đấy. Không đau là như vậy rồi. Thế nhưng mà thôi thì điều kiện thì nó cũng không được đàng hoàng, cho nên là không được có kinh tế nó khó quá thì bây giờ thôi không đi khám cũng được thôi. Thì thuốc thì là bà cứ cắt uống hàng ngày như vậy, thế thì cứ uống tiếp theo. Vâng. Nó khỏi cái điểm, bây giờ khỏi rồi. Thuốc của bác thì rất là tốt, thế nên thì nó là bác có thể bác thì cho cháu một liệu trên để cháu lấy về cho bà của cháu chưa? Vậy cháu cũng cần phải uống thêm để cho dứt điểm chứ cháu ạ. Vâng. Khỏi thì khỏi rồi, nhưng mà rồi. Để bà sẽ cắt cho bạn của cháu để cho bạn cháu uống khi nào mà điều chỉnh phải không? Vâng. Rồi nếu mà thế cháu uống thì cháu cũng khỏe rồi thì vậy bà cũng cảm ơn nhá. Bà cũng mong sao thế nào để bà có khi cho bệnh nhân để cho khỏe thì bà cũng nhân mình. Cháu thì không có cái gì thì cháu mang miếng bánh kẹo về bạn cả ơn cho bác thôi. Không có cái gì. Thôi thì cháu người bệnh mà có thuốc khỏi, uống thuốc khỏi thì bà cũng nên mừng rồi. Chứ còn là còn quà cáp này, bài vẽ này mất nhiều không, tiền. Cháu không có gì, chỉ cho miếng bánh kẹo cho cả ơn. Chú thì chú út. Vâng. Thế là chú thì thấy là đã hơn rồi. Chú kia thì tốt hơn. Chú ăn... đấy là cả xin chị ăn bớt thêm một lọ cho chú ăn cho vợ của chú. Vậy à? Vâng. Như vậy thế thì còn là cái phần của anh này, anh uống hết anh cảm thấy thế nào rồi? Cảm thấy đỡ được khoảng bao nhiêu phần trăm, là có còn đau nữa hay không đau nữa? Này là mày phải tra thì đỡ hơn 6 tháng trà rồi. Thế còn một tí thì cứ đi lại được. Như vậy thế thì bây giờ là cứ cố gắng để cắt thêm một liều nữa để vâng. Uống cho khỏi hẳn nhá. Vâng, chú cao hơn nhá. Vâng, thế đây để cho khỏi hẳn đi để vâng. Đỡ khỏi tái phát nhá. Vâng, vâng. Thế thì đó, để cắt cho... Lấy thêm luôn. Vâng. Lấy thêm thế thì cô... tạo điều kiện giúp bọn cháu là lấy thuốc là đương nhiên là cháu rồi. Để cô sẽ cô thì bây giờ thì có thời gian cũng hạn chế rồi mà. Thì thôi thì cô cũng cố gắng để cắt thêm cho các cháu, vất vả từ nắng quá mà nên là không đến được sớm nên là cô cũng hơi bận. Con đây, các con đây kia, con chị cháu đây. Lần này là cháu đi vào Hà Nội nên đâm ra vào đây muộn hơn. Còn nếu mà tháng trước bọn cháu vào thì là đi từ sớm một phát thẳng đây luôn. Nó nhanh hơn. Giá mà các cháu có thời gian rộng rãi hơn rồi thì là ở lại chơi và tốt không? Bây giờ biết nhà biết cửa rồi thì lúc nào mà cháu có thời gian hoặc là có người bệnh thì cháu sẽ đưa lên đây xong là sẽ nghỉ ngơi lại nhà một hôm rồi. Để tâm sự. Được rồi, thế vâng. Các anh cố gắng thu xếp công việc này lần khác thì nếu mà có trường hợp nào mà khó khăn mà có cần các anh giúp đỡ thì vâng. Cứ đưa đến để cho biết nhà biết cửa biết vâng thời thuốc như thế nào nhé. Vâng. Yên tâm. Bà và chị bốc thuốc. Tôi là cũng mong sau hai bệnh nhân được khỏi như này là cũng mừng nhé. Vâng ạ. Ôi, mừng quá đấy. Không vâng. Có xa xôi về đây là núi về đây là cũng khổ đấy. Vâng ạ, bọn cháu đi từ trên núi. Nhưng mà thôi thì bệnh thì biết nào, có bệnh thì bà Tiếp Phương ạ. Vâng, đúng rồi. Đấy là cháu cũng trao đổi với chỗ chú rất là có bệnh thì đâu mình cũng đi. Ở đâu cũng đi. Nghe thầy thuốc kể cả nói thầy thuốc giỏi cũng phải đến mà không giỏi cũng phải đến, nhưng mà đấy gọi là may mắn là chính cái người mà không hay lên tiếng mấy thì nghe vẻ uống thuốc là tốt hơn đấy. Vâng. Thật thà luôn. Chúc cô bố cho cháu một tí thuốc bất ngủ này, còn thanh niên này thì hay bị đau thần kinh, dây thần kinh ấy. Và cái thuốc
thuốc trĩ ngoại cho ba cái bàn thuốc đấy, bởi vì là chú ruột của cháu là hay bị trước là bị trĩ ngoại nhưng mà chưa khỏi hẳn thì muốn mua về rất được. Ok. Bất kể anh lúc nào anh có thời gian anh cần có nhu cầu cắt lúc nào anh cứ đến là sẵn sàng có. Mà uống cái này không phải uống dài như người ta uống mấy tháng rồi, một năm rồi đâu. Chỉ có nói một liều, liều hai liều, ba liều là đúng là ba liều là ba liều thôi. Hôm nọ cháu bảo đấy. Gia đình mình gửi đúng ba ngày là cháu nhận được luôn rồi. Ở đấy nhanh lắm. Tại vì là bây giờ nó nhanh hay chậm là nó cũng do mình gửi nhanh thì nó phí nó cao hơn tí thôi. Đi xuống rồi chờ, đi xuống rồi thuốc này nghe mình gửi. Ôi cảm ơn các cảm ơn mấy súng mấy lại gì nhỉ, cứ hay quên tên nhỉ. Vân hay Vân nhỉ? Vân ạ, Vân. Ôi và cảm ơn các cháu nhé, để các cháu gì thì để anh cứ ngồi đây chờ em. Cứ chờ một tí để vâng. 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 Các cháu một điều về vậy hôm có quà rất là nhiều. Vâng. Đến cảm ơn để đấy cho bà xin nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Cái này thì thật thà thì các anh cũng thấy vất vả lắm rồi nhưng mà các anh cũng quý nên là uống thuốc khỏi các anh đến cảm ơn này là bọn em mừng lắm. Nhưng mà dù sao ạ, uống thuốc thì người bệnh uống thuốc thì cũng muốn khỏi mà người bà bốc thuốc cho cũng phải mong cho khỏi. Đây là siêu khớp của... Vâng, Vân lấy thêm một liệu trình đúng không? Vâng, cho, đợt, đợt trước là có rồi nhưng mà đợt này thì tặng thêm cho anh với một chai một liệu trình. Vâng. Còn đây là thuốc của anh Sú. Vâng, cái này của chú Sú. Chú này lấy về cho vợ thêm một liệu nữa. Vâng. Vâng. Vân lấy đây đây, các cháu uống vâng. nước là đây. Vâng. Khát vâng, nước quá. Vâng. Mùa nóng này nó thật thà nó đi đâu cũng phải có nước. Vâng. Đây đây, anh ngồi bên này uống nước này. Thế thì bây giờ anh em mình uống nước xong là chắc cũng đi về luôn mọi người. Hôm nay thì tranh thủ là tạt té qua đây, thứ hai là để gặp lại thầy thuốc đã giúp chỗ chú Súng và em Vân. Thì mỗi một lần ra Hà Nội của anh em mình thật sự là tốn kém, nó là một câu chuyện, nhưng mà hai là đường xá nó thật sự rất là xa mệt mỏi, nên là có lẽ là anh em mình sẽ dừng ghi hình ở đây. Và rất là cảm ơn cái sự giới thiệu của gia đình và đã kết nối được cho anh em mình xuống đây mục sở thị tận nhà thuốc và những cái cách làm ra thuốc này. Thì mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ và tự tìm thôi, chứ còn nhà bà thì không quảng cáo, nói thẳng là như thế. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Đấy, khác nhau nhỉ? Bây giờ này nói các con nó làm, các con nó làm thảo hết rồi. Đây là con gái cả, đây là cháu, còn kia là chị gái. Vâng ạ. Đây còn hai chị gái nữa đấy, các anh ấy đấy, ở đây làm cùng. Còn mình từ đời ông cụ đến đời bố đến đời mình thì là có. Đúng rồi. À, gọi là đúng ba đời là nói đúng ba đời thôi, nhưng mà không bao giờ quảng cáo cả. Vâng. Chỉ có ai biết thì đến. Vâng. Đây là giới thiệu nhau thôi. Vâng. Uống nước thì xong anh em mình về. Vâng. Vậy thế thì các anh mời các anh uống nước. Vâng. Không có chợ thì tối thì các anh không ở lại được thì thôi thì cũng cố gắng thu xếp công việc. Dạ vâng. Có gì cháu mà đưa bệnh nhân xuống thì cháu sẽ ngủ lại. Lúc đấy cháu báo xong. Rồi. Vâng. À, mong sao các anh khỏe hẳn nhá. Đừng có để dở này. Về các anh là cứ uống đều đặn là sẽ khỏe hẳn. Cứ theo chỉ dẫn uống này là ba. Cứ một ngày là uống hai lần hoặc ba lần cũng được. Ba lần thì mình chia giảm hơn mà hai lần mình tăng lên là mỗi một lần uống 50 viên. Vâng. Thì cứ uống đều như vậy là sẽ được. Mà cái này nó không độc hại đâu, kể cả uống nhiều hơn nữa không sợ ngộ độc. Vâng. Nếu mà thuốc Tây á thì bên Tây y thì cô không ấy, nhưng mà nó uống cái đấy thì nó quá liều là nó sẽ độc hại. Vâng. Cháu cảm ơn. Sao nhá. Vâng. Cái này mình có uống một bốc một lúc cũng không, cả lọ này uống hết cũng không thì sao cả, chỉ có no bụng thôi. Vâng. Nhưng mà nó phí thuốc thôi. Nên mà cháu xin phép nhé. Vâng. Cảm ơn vào. Vâng. Thế là cảm ơn các anh. Vâng. Chú cảm ơn chị nhá. Vâng. Nhớ cầm thuốc nhá. Vâng. Cảm ơn nhá. Các anh về uống thuốc nhanh khỏe nhá. Về uống thuốc đều rồi nhá. Vâng vâng. Cho mong cho lần này là lần cuối để khỏi dứt điểm nhá. Vâng. Cảm ơn bác. Vâng.